Em chào quý khách hàng đến kênh Isuzu Club của em ha. Hôm nay em đến nhà đóng thùng em quay sơ đại cho quý khách hàng xem con xe nè. QKR 270 mẫu mới nha. Đây, đầu vuông nè. Đây. Đây là em cũng quay sơ thôi. Đó, động cơ thì động cơ nhập nguyên chiếc nha quý khách hàng nha. Nhưng mà hiện tại thì xe thì nó chỉ xài cho quý khách hàng một bình thôi. Lúc trước là động cơ cũ thì nó xài cho quý khách hàng, xe cũ thì nó xài cho quý khách hàng hai bình. Nhưng mà động cơ là bây giờ nó xài cho khách hàng một bình nha. Đó, có ly hợp, trục cách đăng, trục các thứ ha. Đó, máy nè. Con này là mới phần trăm, mới 100% như quý khách hàng nha. Đây, nhíp nha, nhíp mới luôn. Nói chung là bây giờ QKR 270 thì nó xài cái lá nhíp nó dày hơn. Đó. Thì sai nha quý khách hàng nha. Nói chung là em chỉ quay sơ cho quý khách hàng xem thôi. Còn hiện tại thì giá bán thì cũng chưa có công bố cho nên em cũng chưa có nhận cọc chính thức cho quý khách hàng. Em chỉ quay qua cho quý khách hàng xem nha. Đây. Con QKR 270. Đây. Nó xài thì nó xài kính hậu, xài hai kính như con NMR bên đây ha. Đó. Đây quý khách hàng xem qua giúp em ha. Đây. 270 xài thì xài đèn là cái đèn halogen thôi. Dưới đây thì nó có một cái đèn sương mù nhưng mà nó cắt rồi ha. Đây, cái này là đèn xi nhan như quý khách hàng ha. Xài động cơ Rover nè, cái mới nè, Isuzu ha. Đó. Nay em qua đây nhà đóng thùng em cũng xem sơ thôi, nhà máy xem sơ thôi. Đó, bên đây nó làm thêm một cái cản dưới đây ha. Cái cản nghe nhìn rất là đẹp. Đó. Đầu vuông nha quý khách hàng nha. QKR 270 đầu vuông. Nói chung là con này lăn bánh thì cũng 500 mấy thôi. Đó. Có đèn thêm là cái đèn cho mình là cái đèn xi nhan bên hông xe nè. Đó, quý khách hàng xem giúp em ha. Đây. Xài một bình. Đây. Nói chung là mâm thì nói chung là cũng lớn hơn tí xíu thôi. Đây, mình ác quy đồ các thứ đầy đủ. Đó, đây. Em cũng quay sơ thôi. Tại vì xe tải cũng không có đánh giá nhiều. Quý hàng nghe giùm em cái tiếng cửa nha. Tiếng cửa nó cũng khác hoàn toàn nha quý hàng nha. Đó. Nói chung là cửa thay đổi, tay nắm cửa cũng thay đổi. Nhìn tay nắm cửa thì nó chắc chắn hơn quý hàng nha. Con này nếu mà lăn bánh thì cũng khoảng 500 mấy. Đó. Em cũng chưa có khi nào quý khách hàng hỏi thì em mới báo giá chính thức cho quý khách hàng. Đó ha. Đây. Xe nè. Cửa kính auto một chạm cho quý khách hàng nha. Nói chung nó cũng hoàn toàn giống con NMR 310 thôi. Đây. Nói chung là nhựa nè. Đó. Đây là có một cái hộc để cốc để đồ gì đấy. Ha. Rồi, em bước lên cái khoang xe cho quý khách hàng xem qua luôn. Đây. Đó, em ha. Đây, xe nè. À, nói chung là đồng hồ nó cũng mới. Nói chung công nghệ nó mới mà. Đó, thấy chưa? Oh, đây. Đây là cái ăn điểm nhất của nhà máy Isuzu nha. Nhập thêm là một cái để cốc, để ly, để cốc cho quý khách hàng nha. Ghế thì ghế da như quý khách hàng nha. Đời này thì ghế da rồi. Nói chung nó cũng trên cái động cơ cũ nhiều lắm. Đó, trần nha. Trần bằng nhung cho quý khách hàng nha, trần nhung. Nói chung là bây giờ con này quý khách hàng ngồi nhìn cái cảm giác rất là lớn nha quý khách hàng nha. Ô, phanh này phải sử dụng phanh khí đâu quý khách hàng. Đó. Đó, em nghe tiếng không? Đó, rất là chắc nha. Radio, nói chung là máy lạnh thì máy lạnh chỉnh cơ thôi. Ha. Đây. Xài thì chức năng này cũng ok. Giờ nói chung là con này con mới thì quý khách hàng nào có mong đợi, có nhu cầu mua thì cứ alo cho em qua số 0349 1140. Sau đây thì có đóng xe ha. Em cũng không có quay nhiều trước nè. Đây giờ em đề cái máy lên ha. Đó, em sẽ đề cái máy lên cho quý thằng nghe qua tiếng xe máy lạnh nè. Nghe tiếng máy lạnh nè, em thích cái tiếng máy lạnh đó. Nói chung là máy lạnh của Nhật khi quý khách hàng vừa ngồi lên là thấy mát rồi. Đây em kiến hậu nè. Em tắt cái radio đi, không có bản quyền cho quý khách hàng nha. Đó, xe nè, quý khách hàng nghe tiếng máy lạnh giùm em ha. Cốc để ly, hộp đựng đồ. Nói chung là chỗ này cốc để ly nó thay đổi hoàn toàn nha quý khách hàng nha. Nó hộp đựng đồ thay đổi, giấy tờ thay đổi hết. Quý khách hàng nghe giùm em tiếng xe nha. Đó. Nói chung là ok. Đèn nè, đầy đủ ha. Đó. Đồng hồ mới luôn. Mũ số nè, mũ số cũng mới luôn nha quý khách hàng nha. Đó, bên tay nè. Đây ha. Ghế da. Loa đầy đủ. Nói chung là nó
dường như gần như giống con NMR như biết hàng nha, nhưng mà nó góc chắc là 270. Em ra em cho biết khách hàng nghe cái tiếng xe ha. Đây, biết hàng coi giúp em ha. Đây, tiếng xe của máy nè. Đây. Rồi. Với hàng em đi một vòng với hàng xem qua ha. Đây. QKR270 đầu vuông, mẫu mới nhất. Rồi, quý khách hàng nào có quan tâm thì cứ alo cho em qua số 0349 1140. Đó, mình dầu với khách hàng nha. Nói chung là vẫn giờ xài động cơ Euro 4 nha quý khách hàng. Đó, nhiếp nè. Rồi, em chuẩn bị kết thúc video tại đây. Em cảm ơn tất cả quý khách hàng đã quan tâm và theo dõi. Nếu mà quý khách hàng nào có yêu thương và ok thì cho em một lượt đăng ký kênh và một lượt like kênh nha quý khách hàng nha. Đây. Nó xài một bình ắc quy như khách hàng nha. Bây giờ lúc trước xài hai bình nhưng giờ xài một bình rồi. Rồi, em kết thúc video nha. Em tắt máy xe và em chuẩn bị kết thúc video tại đây. Ha. Đó. Em sẽ quay lại một lần cho quý khách hàng xem. Rồi, ghế da nha quý khách hàng nha. Nói chung là ghế mới thì nó không có cái dạng mà lắc lư trên này ha, nó rất là cứng cho quý khách hàng luôn. Đó, nghe tiếng đóng cửa nha. Quý khách hàng nghe tiếng đóng cửa giúp em ha. Rồi, em kết thúc video tại đây. Cảm ơn quý khách hàng, nếu mà quý khách hàng nào cho em một lượt đăng ký kênh là một lượt like kênh nha. Rồi, em kết thúc video. Cảm ơn quý tất cả quý khách hàng đã quan tâm và theo dõi.